chào cô cô cho con hỏi làm sao để có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống cô trao đổi với các bạn mục tiêu trong cuộc sống hướng tới hạnh phúc đúng không hướng tới hạnh phúc của con người cho nên chúng ta phải hướng tới cái đức của chúng ta nếu tôi cho đi tôi thấy hạnh phúc thì tôi hãy chọn cho đi, bởi vì cho đi sẽ đem lại hạnh phúc còn lấy về thì không đem lại hạnh phúc, bởi vì lấy về thường không được như ý, nhưng cho đi có được như ý không? Tôi luôn sống với cái được như ý tức là cho đi. Thì cho đi nếu như tôi bị thằng trộm nó móc túi của tôi mất thì tôi cũng coi thôi, mất đấy là nhân quả cho luôn. Thế có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Nếu như trong một chỗ ngồi này cùng đến, mình đến mình muốn cho đi mình đến rót nước cho các bạn uống mình có hạnh phúc không nếu như lấy về mày phải rót cho tao không hạnh phúc rồi nhá thế rồi đi đến một chỗ mình thấy là năm bạn đến ngồi mình đi tìm ghế cho năm bạn thế là mình hướng tới cho đi mình có ghế cho các bạn ngồi mình có hạnh phúc không thế nhưng nếu không hướng đấy hướng ghế thằng nào lấy ghế cho tao ngồi không có thằng nào lấy cho có đau khổ không đau khổ trên cái hướng của mình đưa đến cái mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống của mình đó là hướng tới sự cho đi chúng ta sẽ không bao giờ đau khổ bởi vì cho đi sẽ có gì nhận lại đó là nhân quả không cái gì mà cho đi lại không có quả đáp ứng là nhận lại đâu trên các bạn sẽ hướng tới mục đích cho đi các nhà khoa học người ta có cho đi không những người mà làm những cái việc kinh doanh lớn mà thành công có hướng tới cho đi không có chứ tạo ra công an việc làm cho bao nhiêu công nhân cho đi đấy cho nên trong từng tâm niệm một các bạn sẽ định hướng sự cho đi thì các bạn sẽ có được hạnh phúc và an ổn nếu các bạn hướng tới cái nhận về các bạn sẽ đau khổ cho nên cái hướng tới cho đi sẽ được thành quả cho đi mãi mãi và các sư thầy cũng là thành quả cho đi mãi mãi. Và cái tốt đẹp nhất là chư Phật cho đi mãi mãi. Phải không? Cho nên chúng ta phải có mục đích sống rõ ràng là phải biết cho đi. Các bạn đồng ý không? Cho đi là sẽ có nhận lại mà. Nhưng cho đi một cách có trí nha. Cho đi một cách có trí như lúc trước cô nói bố thí đấy. Nghìn người ác không bằng người thiện đấy cô chỉ nói cho các bạn nghe các bạn còn đi làm nhà nước đôi khi trong đầu óc của mình ấy nó có những cái là phải lịnh xếp như phải thế này thế kia các bạn bị sai ngay từ cái quan điểm rồi nếu các bạn thoát ra khỏi cái quan điểm đó thì các bạn đi làm ở nơi nào cũng rất là dễ dàng thứ nhất là mình phải rót nước cho sếp uống là họ là bậc tiền bối cho nên mình rót nước như thế tâm các bạn có thoải mái không mà sự cho đi này sếp có quý các bạn không mà các bạn làm nó có tự nhiên không vì người ta là các vị tiền bối mình còn rất nhiều kinh nghiệm về học của người ta cho nên đây là nghĩa thầy trò thì các bạn sẽ không bị bức xúc vì là lịnh lọt không phải lịnh lọt phải không trong tâm các bạn được thoát ra chưa thoát không? tôi có thể đến sớm lau cái ghế cho sếp vì đây là bậc tiền bối tôi phải học hỏi rất nhiều kinh nghiệm và lâng đỡ của tiền bối. Và ở cái cao hơn là tâm tôi có biết về lễ nghi phép tắc. Các bạn thấy không? Tôi sẽ thành tựu cái tâm lễ nghi phép tắc của tôi. Thế là các bạn luôn luôn là người không bao giờ là không có kết quả. Phải không? Cái kết quả ở trong tâm là kết quả cho đi. Cái lễ nghi phép tắc là hoàn toàn cho đi đi chứ. Hiểu không? tôi sẽ thành tựu được đến ngày mai cái cô sếp lại cô có đẻo với mình mình có buồn giận không không buồn giận bởi vì cái thành quả của tôi lấy là sự cho đi mà chứ tôi có phải thành quả của tôi là lấy cái mà người ta quan tâm đến tôi đâu cái người ta quan tâm đến tôi chẳng qua chỉ là quả báo thôi phải không vì thế cho nên tôi không đi lối xấu sao mà phải lối xấu cô sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện của cô lâm cô học lớp 1, Đến ngày 20 tháng 11 ấy, thì chỉ biết là ngày nhớ ơn các thầy cô giáo thôi. Hồi xưa các cô làm gì có, ai có gì đâu các, các bạn, không có gì đâu. Sáng sớm thì được nghỉ, cũng không ai nói là phải đi thăm thầy cô giáo đâu, chỉ biết là ngày hiến trương biết ơn các nhà giáo thôi. Cô mới ở trong vườn nhà cô thì nó có mấy cái cây bông hoa màu gà. Hay cô mới ngắt mấy bông hoa màu gà, cô rủ một bạn nữa. Tức là có rất là đông bạn học ở đấy thì cô rủ một bạn ở xóm hai đứa mới mang cái bông hoa màu gà ấy. đến nhà cô giáo mừng cô giáo cũng chả biết gì đâu đến chỉ chúc mừng cô ngay ngày 20 tháng 11 mà không có ai dạy các bạn ạ nó là lễ nghi phép tắc thôi thì khi cô mang đến thì cô giáo lấu cho ăn sáng này ăn trưa này xong lại hái ổi ở nhà chơi lăn lóc đến chiều về lại còn cho Lâm xu hay là hai hào gì đấy đi mua kẹo thích lắm ra chào cái <laughs> ổi nhớ như in trời mưa cơ cái hôm đấy lại trời mưa chứ đội cả mưa đi đến nhà cô giáo thế rồi học dần đến lớp 4, tự nhiên mình được bầu làm lớp trưởng hóa ra là chồng của cô giáo là giáo viên lớp 4, chủ nhiệm cô vì một cái nhỏ như thế thôi mà cô được làm lớp trưởng và tiếp tục làm lớp trưởng đến năm lớp 12 thì cái làm lớp trưởng từ lớp 4, lớp 12 là thành quả của sự biết ơn. Ê, lúc bây giờ tôi chỉ biết ơn chứ tôi cũng mong cầu là đến để rồi sẽ được hai xào đi ăn kẹo đâu. Tôi cũng không mong rằng là rồi thầy sẽ cho tôi làm lớp trưởng vì có biết gì đâu lớp 1, không biết gì. Hồi đấy gọi là vỡ lòng, không biết gì cả. Chỉ mỗi cái tâm ơn thôi. Đấy các bạn thấy không? Thế cho nên mình làm mọi việc là ở nơi tâm mình Đừng cần phải mong cầu gì cả Phải không? Những người người ta đi trước mình Mình phải học hỏi kinh nghiệm từ người ta Thì mình phải làm sao? Phải phụng sự đó là cái đạo lý lễ nghĩa Mình muốn mình trở thành người có lễ nghĩa, có đạo lý Mình phục vụ Thì cái bên cạnh họ có nói gì mình là lịnh Đấy là việc của họ tôi không lịnh thì việc cái câu nói đó thuộc trả về gì cho họ còn nếu tôi lịnh thật thì câu đó đó thuộc về gì về tôi vì tôi lịnh thật người ta nói người ta nói thật thì cái đấy nó lịnh về tôi nhưng tôi không phải tôi kệ mọi người tôi muốn được phục vụ các bậc tiền bối một lần hai lần cho đến ba lần cho đến bảy lần vị tiền bối này vẫn không đối xử tốt với tôi đó là việc của vị tiền bối còn tôi thì vẫn phục sự được vị tiền bối. Với cái mong mỏi tôi học được thì vị tiền bối không cho tôi, tôi sẽ ra quả từ chỗ khác, người khác sẽ cho gì? Cho tôi. Tôi có cái tâm như vậy, ở chỗ này không đáp ứng cho tôi, tôi sẽ có duyên gặp người khác nhất tôi đến cái vị trí cao hơn ở lời khác. Các bạn thấy như thế có phải là quả báo không? Đấy nhá, thế hạnh phúc. Đầu tiên là chúng ta hãy cho đi ở mọi cương vị luôn, cho đi hết.